Cách sử dụng SIM Việt Nam dùng ở nước ngoài Ngày nay, việc đi du lịch và công tác nước ngoài không còn xa lạ. Để giữ liên lạc với người thân ở Việt Nam, nhiều người muốn dùng số điện thoại của mình, không muốn mua SIM quốc tế mới để dùng tạm. Tuy nhiên cũng có người thắc mắc liệu rằng sử dụng SIM Việt Nam dùng ở nước ngoài có được không? Cùng mẹo vặt cuộc sống xem qua sau đây nhé! Số 1. SIM Việt Nam dùng ở nước ngoài được không? Trong thời kỳ hội nhập như hiện nay, việc phải di chuyển đến các quốc gia khác để làm việc hay du lịch không còn là điều xa lạ. Thấu hiểu nhu cầu này của nhiều người tiêu dùng, các nhà mạng Việt Nam đã triển khai dịch vụ chuyển vùng quốc tế, để khi bạn đi nước ngoài vẫn có thể liên lạc với người thân, bạn bè tại Việt Nam bằng chính chiếc SIM đang dùng một cách dễ dàng. Hiện nay, hầu như các nhà mạng lớn như Viettel Mobifone hay Vinaphone đều độ phủ sóng rộng khắp cả nước, và đều đưa ra dịch vụ chuyển vùng quốc tế roaming quốc tế, để các khách hàng vẫn có thể sử dụng được chính số điện thoại mình đang sử dụng. Tại Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra với dịch vụ chuyển vùng quốc tế này, các thuê bao Việt Nam ở nước ngoài hoàn toàn có thể sử dụng các dịch vụ như gọi, nhắn tin hay truy cập internet. Bởi bằng việc sử dụng dịch vụ này, thuê bao của bạn sẽ được tự động kết nối với nhà mạng của nước đó. Số 2, làm thế nào để đăng ký chuyển vùng quốc tế? Bạn có thể gọi lên tổng đài của nhà mạng bạn đang dùng để yêu cầu mở dịch vụ chuyển vùng quốc tế hoặc tìm xem các cú pháp nhắn tin đăng ký dịch vụ này. Sau khi đến nước ngoài, nếu điện thoại bạn chưa tự động chọn nhà mạng nước ngoài hoặc bạn muốn thay đổi nhà mạng khác thì bạn mở điện thoại và truy cập vào phần cài đặt mạng và internet chọn mạng di động chọn phần nâng cao và chọn nhà mạng bạn muốn sử dụng nếu thấy cuộc sống sim điện thoại hiển thị đầy đủ thì dùng được rồi nhé trong trường hợp bạn định cư hoặc làm việc lâu dài vài năm ở nước ngoài bạn vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế Điều lưu ý là bạn nên sử dụng SIM để nhắn tin hoặc gọi ít nhất một lần trên tháng nhằm phát sinh chi phí để tránh bị khóa SIM và thu hồi số điện thoại lại nhé. Số 3. Lưu ý khi dùng SIM Việt Nam ở nước ngoài. Nên chọn các nhà mạng quen thuộc. Mỗi nhà cung cấp mạng đều có các thỏa thuận ngầm nên khi bạn chuyển vùng SIM, có thể điện thoại sẽ tự động chuyển mạng lưới bắt sóng của nhà mạng khác và chi phí sẽ bị tính cao hơn. Chính vì thế, bạn nên lựa chọn nhà mạng quen thuộc và kiểm tra thông tin nhà mạng với nhà cung cấp để đảm bảo rằng mình luôn nằm trong vùng phủ sóng của họ. Tắt chức năng hộp thư thoại, không phải ai cũng biết rằng chức năng hộp thư thoại có thể làm bạn mất gấp hai lần cước phí. Khi mở hộp thư thoại bạn sẽ mất phí một lần và cước phí lần thứ hai để nghe đoạn tin nhắn trong hộp thư thoại. Vì vậy hãy đảm bảo bạn đã tắt hộp thư thoại và chức năng chuyển cuộc gọi. Khi đó bạn vẫn có thể thấy cuộc gọi lỡ và gọi lại như vậy chỉ mất phí cước một lần gọi đi cân nhắc khi nghe những cuộc gọi đến nếu ở việt nam bạn có thể thoải mái nhận mọi cuộc gọi đến vì người nhận không phải trả bất kỳ phí cước nào tuy nhiên khi bạn dùng sim việt nam tại nước ngoài cả hai bên người gọi và người nhận đều phải chia sẻ chi phí điện thoại chính vì thế khi thực hiện các cuộc gọi quốc tế bạn nên nói chuyện ngắn gọn nhất có thể sử dụng các ứng dụng ott thay thế khi bạn truy cập internet bạn nên sử dụng các ứng dụng nhắn tin ott để liên lạc giúp không tốn kém chi phí bởi vì khi bạn nhắn tin sms gọi hay nghe điện thoại ở nước ngoài cước điện thoại sẽ rất đắt bạn có thể truy cập các địa điểm free wifi như nhà ga siêu thị cửa hàng tiện lợi quán cà phê hoặc mua các gói sim data ở nước hiện tại để sử dụng trên đây là giải đáp cho câu hỏi có thể sử dụng sim việt nam ở nước ngoài không mà nhiều bạn đang thắc mắc hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ